Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Bao giờ tình yêu mới tới? Tại sao vẫn còn độc thân? Và đây là video chọn tụ bài. Ở đây mình có hai tụ bài. Tụ bài con cá và tụ bài con bướm bướm. Và các bạn sẽ lựa chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình ha. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn lựa chọn 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bởi vì đây là trải bài chung, thông điệp trong trải bài có rất nhiều. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của chính mình. Sau đây mình xin chạy trải bài và kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ bơm bớm. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bơm bớm. Trong trải bài, các bạn có lá bài 5 ly và lá bài thứ hai các bạn sẽ có lá bài 4 tiền. Lá bài cuối cùng, các bạn sẽ có lá bài 9 tiền. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Và bản chất của vấn đề, tại sao bây giờ bạn vẫn còn độc thân? Thì lá bài 5 ly này, nó thể hiện cho cái việc các bạn đã rơi trong tình cảnh tuyệt vọng, chán chường với hiện tại. Khi mọi việc không có diễn ra theo những ý nguyện, và các bạn lại có xu hướng đổ toàn bộ cái lỗi lầm lên bản thân của mình. Bởi vì các bạn nhìn thấy những cái lỗi lầm, những cái đau buồn của quá khứ mà các bạn không chịu chào đón cái gì mới tươi đẹp hơn ở phía trước. Vấn đề bị mắc kẹt trong quá khứ và bạn không có đủ ý chí để vực dậy bản thân của mình. Và bạn vô hình chung các bạn đã bị hố đen của những cảm xúc tiêu cực. Cái nguồn năng lượng này nó che mờ đi cái khả năng để các bạn gặp người mới. Và các bạn tạo dựng cái mối quan hệ, tạo dựng lại niềm tin và một viễn cảnh tốt đẹp hơn về tình yêu. Từ đó nó dẫn đến các bạn độc thân đến tận bây giờ. Và qua lá bài này, cái sự tha thứ dành cho bản thân của mình cũng như mọi người xung quanh, những người gây tổn thương cho bạn là một điều vô cùng quan trọng đối với bạn ngay lúc này. Bởi vì khi mà các bạn hoàn toàn buông dừng thôi dứt những gánh nặng của ngày cũ, thì bạn mới có thể sẵn sàng tiến về phía trước và tìm thấy một phần bình yên trong tâm hồn của mình. Từ đó các bạn mới tìm có được tình yêu. Bản thân của bạn có rất là nhiều cái mối quan hệ tiến tới, nhưng mà do bạn đang bị cái vết thương đổ vỡ của những mối quan hệ trước đây, bạn gặm nhấm cái nỗi đau trong quá khứ quá nhiều, dẫn đến các bạn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tình cảm tốt đẹp đang tiến tới bạn ở hiện tại cũng trong tương lai. Và ở một số bạn, cái nguyên nhân là các bạn tự cô lập mình ra khỏi sự yêu thương và sự quan tâm của người khác, bởi vì các bạn đã đánh mất đi tình yêu khi xưa. Mà các bạn quên rằng đừng có để cho đời mình nó trượt dài trong cái sự cảm xúc tiêu cực này. Cái nỗi đau không thể nói thành lời đang hút giận cái ngân nguồn năng lực của bạn, khiến cho mọi thứ xung quanh bạn rất u ám và tuyệt vọng. Dần dần nó khiến cho bạn vào cái ngõ cụt và không lối thoát, không một cái mối quan hệ nào xuất hiện trong cuộc đời của các bạn, nếu như các bạn không chịu thay đổi, sống khác đi. Nhưng may mắn lá bài này ra ngược, do đó hình như là các bạn đã dần mở lòng mình hơn. Đồng thời các bạn thẳng thắn nhìn nhận vào những cái sự kiện đau buồn trong quá khứ và rút ra cho mình được nhiều bài học quý giá từ đó. Có thể đây là lúc bạn nhận ra bạn cần phải trân quý những tấm lòng chân thành, tình cảm đến từ bạn bè, người thân trong gia đình của bạn. Nó sẽ giúp cho bạn có một lối suy nghĩ hoàn toàn tích cực hơn. Thông điệp của lá bài cũng hy vọng là các bạn đừng sống theo cái tâm lý nạn nhân nữa. Các bạn đừng có thất vọng về bản thân của mình. Các bạn đừng xem mình là người thua cuộc, cái thất bại hay cái bất tài. Đồng thời xa lánh và từ chối sự giúp đỡ từ mọi người. Đây là cái lúc bạn phải dần mở lòng của mình ra nha các bạn. Hãy suy nghĩ khác đi. Hãy làm cho mình có một cuộc sống tích cực nhất có thể. Bạn cứ thử suy nghĩ đi. Nếu các bạn sống tích cực và vui vẻ, thì trái tim bạn cũng sẽ mở ra. Và bạn sẽ có thể tiếp nhận những nguồn năng lượng rất là mới, những điều mới mẻ nhất.
Ngược lại, nếu như các bạn cảm thấy khó chịu hoặc tâm trạng tồi tệ á, thì dù có ai đến với bạn chăng nữa, bạn cũng không đón nhận người ta đâu. Tại nếu như cái lòng bạn không tìm được niềm vui từ chính mình á, thì làm sao bạn có được niềm vui hạnh phúc từ người khác? Con người chúng ta ngộ lắm, chúng ta hay nhìn vào những cái nỗi buồn lắm, mà chúng ta quên rằng cái sự niềm vui mới chính là cái điều mà chúng ta cần phải sống và tiếp tục phát huy. Dù cho các bạn cảm thấy khó chịu hoặc tâm trạng tồi tệ đến bao nhiêu á, thì các bạn phải tìm ra một cái niềm vui cho mình. Cái niềm vui nó dễ lắm các bạn. Các bạn có thể nhìn ngắm ba mẹ của mình hoặc anh chị em mình, những người thương yêu, thì các bạn sẽ cảm nhận được giác được bình yên rất là dễ dàng để tìm thấy những điều hạnh phúc nhỏ nhoi xung quanh các bạn. Và nguyên nhân của vấn đề bạn vẫn còn độc thân là sao? Khi mà lá bài 4 tiền này xuất hiện, nó đại diện cho sự sở hữu. Bạn đang cố gắng giữ một cái thứ gì đó. Hiểu một cách đơn giản là bạn đang cố gắng giữ một thứ gì đó mà bạn không biết nó là tốt hay xấu luôn, nhưng bạn quyết là không có buông tay và từ bỏ. Đây có thể là một cái gì đó ở quá khứ, hoặc một cái gì đó bạn cảm thấy là những cái mối quan hệ không rõ ràng trong chuyện tình cảm khiến cho các bạn giữ hoài. Và bạn đang có xu hướng là tự lừa dối bản thân mình, lừa dối là cái tình cảm thi xưa vẫn còn. Đôi khi cái sự cố chấp nó có thể mang lại kết quả tốt hay không tốt, nhưng mà thông thường nó sẽ là tiêu cực, bởi vì các bạn vô tình chung các bạn nâng cao hoặc các bạn gặm nhấm những nỗi đau quá khứ. Cái sự bất chấp và ương bướng và cố chấp của bạn sẽ khiến cho bạn thua thiệt trong tất cả các tình huống xảy ra sau này mà thôi. Và cái nguyên nhân mà các bạn thất bại trong tình yêu á, là các bạn thường quá kỳ vọng và mong muốn ở đối tác của mình. Bạn mong muốn cái người ấy phải trở thành một người hoàn hảo và toàn diện. Tuy nhiên á, thực tế cái nửa kia sẽ không đáp ứng được những yêu cầu của bạn. Điều này nó tạo nên cho sự thất vọng và bạn luôn cảm thấy là mình hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này, nhưng không được đền đáp xứng đáng. Đây là một lá bài chỉ ra cái mối quan hệ khiến cho cả hai khi xưa rất là mệt mỏi, mặc dù không ai cũng muốn buông tay một mối quan hệ mập mờ rất là nhiều. Các bạn phải nghĩ rằng biết là người ta sẽ không có thể thay đổi như điều bạn mong muốn, và bạn phải chịu đựng cái người đó. Nhưng bạn hãy tự hỏi xem là liệu bạn có hoàn hảo hay không mà bạn đòi hỏi mình phải hoàn hảo, người khác hoàn hảo. Bởi vì mỗi cá nhân chúng ta sẽ có lối sống, suy nghĩ của riêng mình. Do đó bạn không cần phải cố gắng để khiến người khác phải suy nghĩ giống y hệt hoặc có lối sống y chang mình. Hãy chấp nhận cái sự thật rằng mọi người có những cái suy nghĩ khác nhau, cách sống khác nhau. Thật ra những cái mâu thuẫn, những cái cãi vã, những cái đau khổ thì bắt đầu từ ý nghĩ là bạn mong người khác phải có suy nghĩ và mong họ phải làm theo ý của mình. Và thông thường các bạn không có đặt mình vào người khác để suy nghĩ. Những cái vấn đề mâu thuẫn cãi vã diễn ra thì các bạn hay nghĩ là tại sao đối phương lại làm như vậy? Tại sao họ không có hiểu mình? Tại sao các bạn không thử đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, thay vì yêu cầu người ta phải làm giống bạn? Thì các bạn hãy suy nghĩ như thế này: vì cái điều gì mà khiến cho đối tác của bạn hiểu lầm và cảm thấy khó chịu? Hãy bắt đầu những câu hỏi là tại sao đối phương lại nghĩ về bạn như vậy, thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều khi các bạn cứ đặt cái nhu cầu, cái bản thân mình lên trước. À, hạnh phúc của mình đơn giản lắm các bạn. Bạn hãy tự hỏi cho mình hai câu hỏi là: cái việc bạn đang làm lúc này có đem ý nghĩa cho bạn hay không? Thứ hai là mối quan hệ của bạn và những người xung quanh bạn có tốt không? Nếu như bạn có cả hai thứ này thì chứng tỏ bạn đang sống rất hạnh phúc. Và thực sự cho dù bạn có phú quý, giàu có, quyền lực đi chăng nữa, nếu như bạn không có ai quan tâm thì rất là bất hạnh. Do đó các bạn hãy mở lòng mình ra tiếp nhận người khác. Hãy yêu thương và đùm bọc. Hãy sống bao dung nhiều hơn. Bởi vì các bạn đừng để cho mình bị bỏ lại phía sau. Hãy tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân của mình. Thông điệp của lá bài là hy vọng các bạn phải hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân mình xuống. Nếu như các bạn tự hạ mình thì thế gian nó sẽ nâng bạn lên thôi. Tất cả chúng ta vốn dĩ là ngang bằng nhau với những người xung quanh. Do đó các bạn hãy yêu thương, chấp nhận thay đổi cùng nhau.
không nên ép buộc người ta thay đổi làm gì hết trơn á. Thay đổi chính mình là hạnh phúc, mà yêu cầu người khác thay đổi là mang lại sự đau khổ nha các bạn. Và để trả lời cho các vấn đề là tại sao các bạn độc thân á, thì lá bài này xuất hiện là khẳng định là các bạn vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu yêu đương, hoặc có thể là các bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân của mình. Bởi vì đây một lá bài sẽ rất là có tín hiệu tích cực đối với chuyện tình cảm. Nếu như bạn đang bắt đầu mối quan hệ với một ai đó, thì đây chắc chắn sẽ là một mối quan hệ nghiêm túc và có khả năng bền vững rất là cao. Gần như là cái người này sẽ là cái người rất hiểu ý bạn. Sự nhường nhịn và quan tâm của đối phương sẽ khiến bạn cảm thấy ấm áp. Hai bạn sẽ có nhiều cái phút giây ngọt ngào và lãng mạn với nhau. Nếu như hiện tại bạn có Rush, tức là có người yêu thương rồi nha bạn. Tuy nhiên cái lá bài này nó có thấy là tất cả bạn đang có về tiền tài, tài chính, vật chất rất là nhiều. Nhưng mà hầu như là các bạn cảm thấy là các bạn không có đủ để thỏa mãn các bạn. Bởi vì bạn cảm thấy cái việc dư giả này là cái điều hiển nhiên. Bạn mong là có nhiều hơn. Và lá bài cũng hy vọng là các bạn biết đủ. Bởi vì cái tất cả về cuộc sống tốt nhất, cái thời kỳ ổn định tài chính, thành công, thì đây là một lá bài rất tốt về vật chất. Tuy nhiên mà các bạn cảm thấy là mình muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì các bạn đừng có để mình hạn chế trong bất cứ cái tình huống nào. Chúng ta sống với một cái niềm tin, với một cái việc làm chăm chỉ, tính kỷ luật tự giác. Và các bạn biết là các bạn đạt được thành quả hôm nay là do các bạn đã sống và chăm chỉ rất là nhiều. Và về tình cảm, và nếu như các bạn cảm thấy là các bạn đã đạt đến một cái thời điểm mà các bạn cần tình yêu, thì đây là cái thời gian các bạn nên ra ngoài để tìm kiếm. Các bạn đừng có tận hưởng sự tự do nữa. Bởi vì cái sự độc lập, cái sống độc thân, nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là các bạn đẹp, phong cách sành điệu. Nhưng về đêm các bạn sẽ cảm thấy mình rất là buồn. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cần có một mối quan hệ. Bởi vì chúng ta sẽ được sự tôn trọng và tình cảm của một ai khác. Nếu như các bạn đã có vị trí như ngày hôm nay, tại sao các bạn không tìm một người xứng đáng để bước vào đời của mình? Bởi vì dấu hiệu những người mà xuất hiện trong thời điểm này sẽ là những cái người mang đến cho các bạn tình yêu, có sự tự do độc lập rất là nhiều. Một người mà các bạn có thể xây dựng được sự nghiệp, khuyến khích bạn trở thành một đối tác rất là tốt. Một dấu hiệu rất là tốt cho cả hai nếu các bạn tiến tới tình yêu cam kết. Và các bạn có con số may mắn là số 6 và số 9. Ngoài ra các bạn sẽ gặp những cái người mà cung đất như là ma kết, sự nữ và kim ngưu. Đặc tính của những người này rất là ổn định. Những cung này từ là người cẩn thận, biết cách giữ tình cảm và mối quan hệ xung quanh. Do đó các bạn hãy tiến tới. Mình nghĩ là tháng 6, tháng 9 là một trong cái thời điểm mà các bạn nên bắt đầu yêu. Bởi vì đây là cái dấu hiệu rất là tốt cho các bạn. Đây là cái thời điểm các bạn có một hạnh phúc cho riêng mình. Hãy để cho cái mình, trái tim của mình nó rung động các bạn. Tất cả sự rung động này nó không có ngoài tầm với của bạn đâu. Tất cả những khát khao và khát vọng của bạn đều ở ngay cái khúc quanh này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ con cá. Và trong trải bài các bạn có những lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn có lá bài The Chariot. Đây là một lá bài trong bộ ấn chính. Lá bài thứ hai là các bạn sẽ có lá bài King of Pentacles, Vua Tiền. Và lá bài thứ ba các bạn sẽ có lá bài Nine of Pentacles. Và sau đây mình xin giải trái bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên là tại sao các bạn vẫn còn độc thân. Thì lá bài này xuất hiện biểu thị cho bạn là một cái người rất là năng động. Các bạn phấn đấu không ngừng nghỉ cho cái mục tiêu. Và bạn thực sự không bao giờ hạnh phúc với những gì bạn đạt được á. Thay vào đó bạn luôn cứ tiếp tục những cái hành trình này tới hành trình khác. Bạn được điểm A, xong bạn muốn điểm B, xong bạn muốn điểm C, cuối cùng bạn chán nản. Một cuộc tri tầm khác diễn ra xung quanh bạn rất là nhiều. Một người như bạn sẽ có ý thức về bản thân rất là cao. Và bạn luôn đòi hỏi những kết quả phải nhanh chóng. Cái sự thiếu cẩn ngại với những cái người mà không theo kịp là các bạn sẽ cảm thấy rất là chán. Đây là một lá bài thể hiện cái sự tiêu cực, bởi vì bạn là một người tháo thắng và tham vọng rất là lớn.
Nó hạn chế cho các bạn có được tình yêu từ người khác. Bản thân của bạn là một người rất là thiếu thắng, nhưng bạn rất thành công. Bạn vượt qua tất cả những khó khăn bởi vì bạn tính toán rất là đúng. Nhưng bạn lại không có sự phối hợp những các kỹ năng mềm mỏng hơn. Bạn sống thiên về vật chất quá là nhiều. Bạn là ti có sự ổn định đó, nhưng bạn lại thiếu có sự mềm dẻo và linh hoạt. Bạn là cái tính rất là chinh phục. Cái gì mà càng khó là cái bạn hứng thú, đôi khi cái hiếu thắng đó, lại mang sự phá hoại trong tình yêu. Thật đáng tiếc những cái người mà đến trong cái thời điểm này đó, là bạn có một tâm lý hiếu thắng. Tâm lý này chinh phục sẽ tận dụng cho bạn thấy mạnh là bạn sẽ được ưu ái của đối tác. Nhưng mà đôi khi cái sự hiếu thắng của các bạn chưa chắc phải là tình yêu. Do đó các bạn hay đặt tình cảm mình làm người lắm. Khi mà làm người như vậy, các bạn cảm thấy là ủa, sao người ta không như mình mong đợi. Rồi các bạn chán nản, các bạn không có muốn tiến tới mối quan hệ nào khác. Và hiện tại bây giờ các bạn đang nhắm với cái mục tiêu là các bạn muốn là muốn thành công trong cuộc sống nhiều hơn. Các bạn muốn là mình thành đạt. Và các bạn sống quên thời gian bỏ qua rất là nhiều rồi. Bây giờ các bạn thức tỉnh lại, đến lúc các bạn cần tình yêu thì hơi quá muộn nha các bạn. Và thực sự nếu trong lòng các bạn có tình yêu thì bạn sẽ cảm thấy thế gian thật tươi đẹp. Bởi trong lòng bạn mà có tình yêu, bạn sẽ thấy những cái niềm vui nho nhỏ sẽ tuôn trào. Cho đó các bạn hãy mở lòng tấm lòng của mình nhiều hơn để các bạn được có tình yêu nha các bạn. Đừng đóng cửa trái tim nữa. Bởi vì cuộc sống chúng ta phải cần có yêu thương, hãy biết yêu thương nhiều hơn. Khi một bạn cam đoan là mình sống vì tình yêu thì chắc chắn tình yêu này sẽ xuất hiện. Nếu như một ngày bạn tỉnh giấc, bạn cảm thấy là bạn cần phải thay đổi thì đây chính là lúc bạn cần phải thay đổi rồi đó. Bởi vì chúng ta không thể sống như vậy hoài. Chúng ta không có thể chạy theo cái mục tiêu. Bạn nghĩ đi, cuối cùng chúng ta còn lại gì? Khi chúng ta chết thì chúng ta cũng đem cái mình theo, quan trọng là cái giá trị sự yêu thương còn để lại. Hãy suy nghĩ về cái ý nghĩa cuộc sống này. Hãy tìm ra cái ý nghĩa ấy cho bằng được, dù có mệt mỏi đến cỡ nào. Và trong ý nghĩa đó, chắc chắn bạn phải nhường chỗ cho tình yêu nha các bạn. Hãy yêu và yêu. Và nguyên nhân tại sao đến lúc này bạn cần độc thân và tình yêu bao giờ mới tới, thì lá bài phu tiền này xuất hiện, nó chứng tỏ bạn là một cái người có sự nghiệp thành công và thành tựu trong xã hội rồi. Đời sống vật chất các bạn không còn lo nữa, bạn rất thực dụng nha. Tuy nhiên cái điều này nó sẽ khiến cho bạn có một cái xu hướng là các bạn bị kiểm soát quá mức đến người khác. Bởi vì các bạn có một cái nếp sống rất là chuẩn mực rồi. Do đó các bạn cảm thấy một cái ai đó mà không có sự phát triển giống như bạn đó, thì các bạn cảm thấy là họ không xứng với mình. Các bạn không muốn họ cùng mình đồng hành trong cuộc sống này nữa. Bởi vì các bạn cần phải hài lòng với những thứ mình đang có. Vì theo đuổi vật chất sẽ không bao giờ có điểm dừng hết. Ngoài ra các bạn phải học cách tìm kiếm cái mục đích, mục tiêu trong cuộc sống này. Những ý nghĩa ngoài cái vật chất là tình cảm và sự yêu thương. Do đó dù các bạn đang ở vị trí cao nè, các bạn có nhiều vật chất nè, nhưng mà các bạn đừng để mình bị đánh mất hình tượng trong mắt người khác. Bởi vì mình rất là cao ngạo hay là cái mình khinh người á. Do đó các bạn hãy tiếp tục sống với lòng vị tha và bao dung, với lòng trắc ẩn cao nhất. Bạn là một người thành công về tài chính và bạn đang trên đường tìm kiếm cho mình một mối quan hệ lâu dài. Nhưng dường như yêu cầu của bạn quá khắt khe và bạn không có muốn hấp tấp trong cái việc kiếm một đối phương thực sự phù hợp. Bởi vì bạn biết không có dễ đi tiến tới một người mà gặp trong thời gian ngắn. Do đó nếu như bạn muốn gặp ai đó thì cái đối tượng phải đủ cái level của các bạn. Mà để kiếm một người hoàn hảo thực sự là khó. Bạn có chắc mình hoàn hảo hay không các bạn? Quan trọng là bạn phải tìm cái người mà có thể khơi gợi cái mặt cảm xúc cho các bạn. Bởi vì bạn không phải là người giỏi về mặt cảm xúc. Do đó các bạn phải tìm kiếm một cái sự vững chắc nào đó khiến bạn yên tâm, để bạn có thể là biết yêu nhiều hơn là tập trung vào công việc.
Và cái người này cũng khó lắm nha các bạn. Bởi vì bạn ghét ai đó mà giận hờn, tỏ vai giận dỗi mà giống con nít đó, là bạn cảm thấy là nó rất là khó. Nhưng mà nếu một cái người nào đó mà cho bạn cái sự lãng mạn đó, của bản thân đó, và ủng hộ bạn rất nhiều trong công việc, thì chắc chắn cái người này là cái lựa chọn tốt nhất cho bạn. Thực sự nếu như các bạn mà trong mối quan hệ hoặc đến với ai sau này á, các bạn đừng có để sự tham vọng của bạn khiến cho cái những cái gì tốt đẹp của cả hai sẽ vô tình bị căng thẳng xích mích bởi vật chất, bởi vì tiền tài, bởi vì địa vị. Hãy sống là chúng ta hãy cùng nhau tiến bộ, cùng nhau học tập và làm việc dựa trên tinh thần là tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau. Đừng tạo áp lực cho cả hai, bởi vì bạn đừng có tạo áp lực, chính bạn tạo áp lực cho người khác rất là nhiều. Do mình thành công, cái mình muốn người ta thành công như vậy luôn là không có được nha các bạn. Hãy bỏ bớt cái việc đó đi. Khi mà các bạn cảm thấy là các bạn kiểm soát được năng lượng của mình, để mình không bị ám ảnh về những cái mục tiêu, về cái thành công á, thì thực sự khi đó các bạn sẽ có tình yêu. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được hạnh phúc ổn định bên trong con người thật của mình. Hãy đừng có ngần ngại trao đổi cảm xúc của mình ra ngoài và tìm kiếm tình yêu đích thực. Ngoài ra các bạn sẽ bị cái danh tiếng của bạn nó làm hại bạn rất là nhiều. Bạn sẽ nhận được chỉ trích từ khác nếu như các bạn không sống khác đi với lòng bao dung và trắc ẩn nhiều nhất có thể. Đây là cái điều mà cản trở bạn tìm đến những hạnh phúc. Bởi vì các bạn hãy sống là sống yêu thương nhiều hơn, chứ không phải chạy theo những cái mục tiêu. Có thể là bây giờ gia đình bạn đã tự hào về bạn, nhưng bản chất bạn đang hiểu là bạn không có ổn. Bạn thành công thật sự, nhưng tình yêu các bạn vẫn cần. Bạn cần ai đó quan tâm tới các bạn. Vì thực sự khi mà có một cái người quan tâm và hiểu giá trị của các bạn, nó còn hơn là chúng ta có tiền có bạc nữa các bạn. Hãy sống mà mở lòng mình nhiều hơn. Hãy hạ thấp mình chút xíu thì sẽ có một cái mối quan hệ đến với các bạn. Đừng để cho cái tham vọng của mình, những cái hơn thua của mình, những cái mục tiêu, những cái phấn đấu của mình làm lu mờ thì cái tình cảm và cảm xúc chân thật của mình dành cho nửa kia nha các bạn. Thật ra cái bạn cần là cần học sống là chan hòa với người khác. Bạn hãy sống là các bạn yêu thương và các bạn biết là chấp nhận cái sự khác biệt của người ta. Bởi vì không phải là bạn giàu có hay là bạn có địa vị cao. Và nếu như các bạn cảm thấy mình như vậy á, thì các bạn đứng trên người ta như vậy, chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự. Và câu hỏi bao giờ tình yêu mới tới, thì lá bài hiệp sĩ tiền này xuất hiện, thì nó chứng tỏ là các bạn phải sẵn sàng cống hiến hết mình cho cái mục tiêu là đi tìm người yêu, thì các bạn mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách chỉnh chu nhất. Bởi vì khi mà các bạn chịu đối mặt với tiêu cực, những cái mặt không tốt của mình, quyết tâm thay đổi và khát khao nó, thì bạn mới đạt được nó. Đây là một cái hành trình đi tìm tình yêu. Bởi vì khi mà các bạn không hướng tới mục tiêu về tình yêu thì làm sao có được. Các bạn phải đặt ý mình lên vũ trụ và có niềm tin vào nó. Bởi vì tình yêu chính là cái xúc tác, xúc cảm chân thành và sâu sắc nhất trong trái tim của mỗi con người. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có sự nồng nhiệt và tràn ngập cái niềm tin đi kiếm tình yêu như vậy hết. Cái vấn đề bạn gặp phải ở đây là các bạn phải vượt qua cái tôi của mình. Bạn hiểu được là tình yêu là có nhiều giai đoạn, bởi vì chúng ta phải chấp nhận lẫn nhau, đem lại giá trị thật sự cho nhau. Bởi vì khi mà các bạn đến tình yêu, nó sẽ trải qua cái nhiều giai đoạn khác nhau, như là tìm hiểu này, yêu thương, sẽ có cãi vã, đau khổ, hiểu lầm và chán nản. Tuy nhiên những cái điều đó chỉ là những cái chướng ngại vật để cho các bạn đòi hỏi mình có cuộc sống trách nhiệm cao hơn từ phía người khác cũng như bạn. Và nếu như bạn đủ yêu thì các bạn sẽ vượt qua được hết mọi rào cản. Bởi vì tình yêu nó được xây dựng qua ba cái tam giác hiện thực. Đó là sự đam mê về thể xác, sự cam kết sống cùng nhau. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là các bạn phải cùng nhau giao tiếp và vượt qua những khó khăn, chướng ngại vật. Khi đó tình yêu sẽ biến thành tình nghĩa. Mà khi các bạn
vun đắp ba cái yếu tố này liên tục trong suốt một thời gian dài, sẽ chắc chắn đây là một cái tình yêu thực sự, đam mê thực sự mà các bạn sẽ có được sau này. Và khi lá bài này xuất hiện, cũng mong là các bạn hãy đưa tất cả mọi thứ tình cảm của mình về với thực tế. Đừng có sống là mơ mộng viển vông nữa, bởi vì không có ai hoàn hảo hết đó, không có ai được ước muốn của mình bấy lâu nay đâu. Nếu các bạn cứ bảo thủ như vậy, không tiếp thu sự thay đổi từ bên ngoài, cũng như là bạn không có khả năng tiến bộ, mãi trì trệ dậm chân tại chỗ với cái chức vị, cái địa vị các bạn, thì mãi mãi tình yêu các bạn sẽ không đến. Và điều này sẽ có được khi các bạn dẹp bỏ đi cái sự tù túng, chán nản và yêu cầu quá cao từ người khác. Và những dấu hiệu, những cái người sẽ xuất hiện cho các bạn là thuộc cung đất luôn nha, là cung xử nữ nè, là cung ma kết, là những cái người sẽ đến với các bạn dễ dàng nhất. Và các bạn sẽ gặp người này vào khoảng là tháng mấy ta? Ở đây là mình thấy hình như là bắt đầu mùa xuân, các bạn đã có rồi nha các bạn. Các bạn sẽ gặp người này vào trong môi trường làm việc, bởi vì lá bài tiền lên quá cho nhiều luôn, do đó vấn đề tiền bạc sẽ là nơi cái gặp, mình sẽ gặp nhau. Các bạn nên hãy yêu thương nha, đừng đem cái vật chất cũng như là cái địa vị mình ra áp đảo người khác nữa. Hy vọng là các bạn sẽ tìm kiếm những người yêu, kim ngu, xử nữ và ma kết. Đây là một hình ảnh sẽ không còn là buồn tẻ, chán nản, bảo thủ nữa, và thay vào đó là một người biết chấp nhận quan điểm của người khác, sống yêu thương và bao dung nhiều hơn. Các bạn dẹp bỏ mình là cái người nghiện công việc kia các bạn, hãy sống có cảm xúc và lãng mạn nhiều hơn. Khi đó các bạn sẽ thấy là ngoài cuộc sống vật chất và địa vị ra, chúng ta có muôn vàn thứ để chúng ta quan tâm, yêu thương, cũng như là tình cảm gia đình sẽ mang đến cho các bạn giá trị thực sự. Một con người cân bằng với tất cả mọi thứ sẽ là một cuộc sống ổn định và cam kết sau này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.